Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Thành phố Hòa Bình, điểm nhấn trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu làm Tổng Bí thư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020, định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả ngành lao động thương binh và xã hội đã đạt được trong năm 2020, đồng thời chỉ ra mục tiêu của ngành giai đoạn 2021-2025 cần phát triển thị trường lao động đồng bộ hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, áp dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tập trung thực hiện tốt đột phá chiến lược, khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19. Toàn ngành đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,3 triệu người, đạt 83,8% kế hoạch. Ước tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trong 5 năm đạt khoảng 11,1 triệu người. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận chỉ ra những tồn tại vướng mắc liên quan đến một số chính sách đối với người có công với cách mạng và trẻ em. Năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định phương hướng hành động, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ngày 11 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hy sinh tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Tham dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3, đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay, lễ viếng 23 liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp vào khoảng năm 1947 đến 1950 đã hy sinh tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn đã được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cao Dương cũ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân đã kính cẩn dâng hoa thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngay sau lễ viếng đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ. Trong bài điếu văn truy điệu, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ đã có hàng triệu người con ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc anh dũng hy sinh đem lại hòa bình độc lập cho dân tộc. Trong số đó có các liệt sĩ hy sinh tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hòa Bình luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, nguyện phát huy truyền thống quê hương hòa bình, anh hùng, đoàn kết, chăm lo xây dựng tỉnh nhà luôn ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trung Sơn, huyện Lương Sơn. Trước đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tìm kiếm cất bốc và quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.
Đây là các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 48 Liên khu 3 hy sinh trong trận đánh Bốt Đồi Mồi thuộc thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương vào khoảng năm 1947-1950. Năm 2021, công tác tuyên giáo của Đảng cần tiếp tục giữ vững ổn định tư tưởng dư luận xã hội, phát huy vai trò đi trước mở đường, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 diễn ra vào ngày 11 tháng 1. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020, ngành tuyên giáo tỉnh bám sát chủ trương đường lối của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy. Ngành đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng các địa phương, các ngành, các cơ quan báo chí, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kế hoạch và tổ chức học tập, triển khai chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 1.777 mô hình điển hình trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần định hướng tư tưởng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành tuyên giáo tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, góp phần đóng góp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, về tổ chức đạo đức, tạo sự đồng thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên trong các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên. Đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, chủ động bám sát tình hình của tỉnh trong nước và quốc tế để có những dự báo phát triển sớm những vấn đề nhạy cảm phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị xã hội, kịp thời chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp Đảng lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên và nhân dân để nhân dân đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành tuyên giáo tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân rộng người tốt việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước, tính tiên phong của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, những vấn đề quan trọng, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích trong hoạt động. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh vừa có công văn số 156 thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020. Trong đó nêu rõ, trong thời gian tới, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. Khi đó, lưu lượng người dân đi lại tăng và diễn ra nhiều các sự kiện chính trị quan trọng cùng các hoạt động tập thể tập trung đông người. Tại tỉnh Hòa Bình, thì tính đến 14 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2021, ghi nhận 21 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây đều là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về cách ly tập trung tại Trung đoàn 814. 19 trên 21 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, không được chủ quan lơ là trong mọi thời điểm. Khi phát hiện ca bệnh cộng đồng cần thần tốc truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng để nhân dân được đón Tết và tham gia các hoạt động lễ hội xuân an toàn. Phối hợp tổ chức tốt cách ly, đảm bảo y tế cho nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài đến đầu tư, làm việc tại tỉnh. Kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, rà soát kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường kiểm tra hoạt động phòng chống dịch của tuyến huyện và tuyến xã. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 11 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020-2021.
Tham gia hội thi có 80 giáo viên đến từ các trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở, các phòng giáo dục và đào tạo trên toàn tỉnh với 3 bộ môn thi là tiếng Anh, sinh học, tin học. Trong thời gian thi từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 1, các thí sinh tham gia cuộc thi với 2 phần, trình bày về biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân và thực hành giảng dạy một tiết. Thông qua hội thi là cơ hội để các giáo viên giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp kỹ năng giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo hiệu quả thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học. Đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thì thành phố Hòa Bình là địa phương duy nhất đạt và vượt 23 trên 23 chỉ tiêu kinh tế xã hội với nhiều điểm nhấn nổi bật như thu ngân sách nhà nước đạt trên 100% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao, cải cách hành chính đứng đầu cả tỉnh, xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, hệ thống đường giao thông được đầu tư nâng cấp. Đây chính là tiền đề để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại 2. Thu ngân sách nhà nước là một trong những điểm nhấn nổi bật của thành phố Hòa Bình. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với thiên tai dịch bệnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh không hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước, thì thành phố Hòa Bình với các giải pháp đồng bộ, thu ngân sách nhà nước đạt 532,87 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Riêng chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất thực hiện 138 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, thành phố Hòa Bình đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó còn có sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Với những cái khó khăn xã hội hiện thời đang đối mặt thì ban lãnh đạo công ty đã có những cái chuyển hướng mãnh liệt, bao gồm cái việc là tăng cao cái thị phần của camera giám sát hành chính xe ô tô, nâng tăng tiếp cái thị phần của máy trang thiết bị y tế, và đặc biệt đó là cái phần mà camera dùng trong robot tự động hóa. Và ngoài ra thì với cái dịch bệnh như bây giờ thì cái việc là mọi người làm việc ở nhà nó rất là nhiều. Khi làm việc ở nhà cũng rất là nhiều như vậy thì cái hệ thống cái cam recorder mà mọi người có thể tích hợp vào trong các thiết bị làm việc ở nhà như máy tính, thì cái đấy là ban lãnh đạo công ty cũng đang hướng tới và làm sao để tìm kiếm thêm cái công việc để cho cán bộ công nhân viên công ty. Công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt được những kết quả khả quan. Trong năm đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Hợp Thành, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Yên Mông. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời. Nhờ đó, tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là các công trình trọng điểm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra. Trong năm 2020, thành phố triển khai được 77 dự án về giải phóng mặt bằng, trong đó có các công trình dự án lớn trọng điểm của tỉnh và thành phố như cầu Hòa Bình 2, đường nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, mở rộng nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ, khu đô thị Thống Nhất, khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung Minh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay thành phố Hòa Bình đang đứng đầu toàn tỉnh về thực hiện chính quyền điện tử. Thành phố đã hoàn thành công tác sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay các cơ quan chuyên môn của thành phố đã đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề cho vấn đề phát triển bền vững. Tiếp theo đó là vấn đề cái đề án duy trì và phát huy có hiệu quả đề án phát triển du lịch chợ thành phố Hòa Bình đến năm 2020. Tiếp tục là phối hợp để thu hút đầu tư trong cái lĩnh vực này. Ngoài ra là chúng sẽ hỗ trợ tối đa cho cái vấn đề sản xuất, sẽ làm sao đó thì để phát huy phát triển được các khu cụm công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đối với gắn liền với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 21-25. Năm 2021, thành phố Hòa Bình đề ra 23 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách nhà nước đạt 535,169 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 78,10%. Thành phố Hòa Bình tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong đó tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, hỗ trợ sản xuất, tập trung phát triển ngành công nghiệp có ưu thế về nguyên liệu thị trường, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, các khu tái định cư gắn với quy hoạch khu dân cư đô thị,
đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng thành phố Hòa Bình văn minh hiện đại, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế xã hội của tỉnh. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Chủ động phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp, huy động sức mạnh từ cơ sở. Huyện Yên Thủy đẩy mạnh hỗ trợ trong các hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy khi xảy ra các vụ cháy nổ, nếu lực lượng tại chỗ tiến hành các bước cứu chữa ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến, sẽ góp phần giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, việc huy động sức mạnh tại chỗ cho công tác phòng cháy chữa cháy cần được chú trọng và phát huy. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo đánh giá của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện công tác này là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn GGS Việt Nam. Đội phòng cháy chữa cháy của công ty hiện có 25 thành viên. Hàng năm đội được tập huấn diễn tập tình huống giả định về chữa cháy, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo nhiệm vụ thực hành như báo cháy, chữa cháy tại chỗ. Là đơn vị sản xuất các mặt hàng may mặc nên trong quá trình hoạt động, đơn vị đã chấp hành nghiêm các điều kiện về phòng cháy. Vì vậy, từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, đơn vị chưa xảy ra vụ cháy nào. Tập luyện một năm là 2-3 lần định kỳ, coi như để huấn luyện cho tất cả các anh em trong cơ sở, coi như là tôi luyện coi như là để phòng cháy chữa cháy. Vâng, coi như là cuối năm thì là càng phải đề cao hơn, là vì cuối năm là mùa hanh khô, với hai nhà máy là nó là may mặc, cho nên là phải cần coi như là cái sự an toàn tối ưu nhất, tức là về cháy nổ, và về cần nghiêm túc nhất là cái thực hiện cho công nhân là không có hút thuốc lá ở trong công ty, còn là nếu có hút là phải đúng quy định chứ không được bừa bãi, và xử lý phạt nghiêm minh luôn. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với gần 13.000 đội viên tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Một đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 32 đội viên, 83 đội dân phòng với 830 đội viên. Năm 2020, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huấn luyện nghiệp vụ cho 1.690 đội viên phòng cháy chữa cháy. Công tác phòng cháy chữa cháy ở công ty là rất được quan tâm. Trang thiết bị rồi thì tập huấn thường xuyên, vấn đề như hút thuốc ở kho bãi trong phòng và những cái nơi dễ cháy nổ thì luôn cấm hết. Nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, các công ty chủ cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh cần chủ động lắp đặt đầy đủ hệ thống, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồng thời thường xuyên tổ chức duy trì hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Khi cháy nổ xảy ra, phải tổ chức chữa cháy kịp thời, phát huy phương châm 4 tại chỗ, góp phần giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Yên Thủy luôn quan tâm tạo điều kiện để kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã phát triển. Do vậy, hoạt động của hợp tác xã có nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Yên Thủy được thành lập với tiền thân là cơ sở ép dầu lạc Nhàn Xuân. Quy trình sản xuất dầu lạc được thực hiện khép kín với hệ thống máy móc hiện đại, gồm máy làm sạch, máy ép cơ học công suất lớn, hệ thống lọc áp lực khí nén và bồn lắng inox. Nguyên liệu sạch đảm bảo chất lượng, cùng với hệ thống máy móc hiện đại, Hợp tác xã đã làm ra những giọt dầu nguyên chất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thương hiệu dầu lạc nguyên chất 100% được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Yên Thủy sản xuất được khoảng 5.000 lít dầu lạc. Có sản phẩm về lạc, nghĩ về sức khỏe và nghĩ về cái sản phẩm thực của quê hương mình là chúng tôi là thường dùng, và từ cái chỗ thường dùng đấy thì với nghĩ rằng là cái an toàn cho sức khỏe và nó tốt cho mọi lứa tuổi. Từ trẻ nhỏ đến người già thì chúng tôi sử dụng cái dầu lạc này là chúng tôi thấy yên tâm. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để hợp tác xã tham gia xúc tiến, quảng bá thương hiệu dầu lạc tại các hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nên sản phẩm dầu lạc Yên Thủy được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Sản phẩm dầu lạc được bán tại các cửa hàng thực phẩm sạch tại Ninh Bình, Hòa Bình. Hợp tác xã đang hoàn thành thủ tục ký hợp đồng tiêu thụ với hệ thống siêu thị Vinmart. Tôi làm chuỗi khép kín từ vùng nguyên liệu đến quy trình sản xuất đến đầu ra, là tận dụng tất cả những cái
nguồn nguyên liệu sẵn có để cho ra sản phẩm dầu và những cái sản phẩm phụ da cám viên và chăn nuôi. Thì khi được sự quan tâm là sau khi tham gia chương trình mỗi xã sản phẩm cũng được chứng nhận là tiêu chuẩn là 4 sao thì đã mở ra một cái định hướng rất là tốt cho hợp tác xã tham gia các chương trình hỗ trợ, rồi những chương trình xúc tiến quảng bá thương hiệu. Và trong thời gian tới là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái chương trình đấy để đưa sản phẩm vào các gian hàng của thực phẩm sạch và chuỗi siêu thị. Năm 2020, huyện Yên Thủy đã triển khai dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm quả bưởi theo chuỗi giá trị với sự tham gia của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp số 1 Yên Thủy, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng, Tổ hợp tác Nông nghiệp Tiến Lộc, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Lương. Quy mô của dự án là 66 ha, tổng kinh phí thực hiện 6,74 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng của hợp tác xã, tổ hợp tác 5,2 tỷ đồng, nguồn kinh phí khác 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Lương còn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các hộ dân tại xã Ngọc Lương, sản xuất khoảng 29 hectare bưởi. Để duy trì và nâng cao cái hoạt động của Hợp tác xã thì hiện nay là huyện cũng như tỉnh cũng đã có một số cái chính sách hỗ trợ cho Hợp tác xã, như là cái hỗ trợ về xây dựng cái thương hiệu cho một số cái sản phẩm của Hợp tác xã đang hoạt động. Cũng như là hiện nay thì cũng là hỗ trợ để xây dựng các cái cơ sở thiên hạ tầng, như là các cái văn phòng đại diện cho một số cái hợp tác xã. Thì hiện nay trên địa bàn huyện cũng đã có ba cái hợp tác xã là đã được hỗ trợ về cái từ nguồn ngân sách của tỉnh, hỗ trợ cho để xây dựng cái văn phòng để làm cái điểm trung tâm của cái hoạt động của hợp tác xã. Huyện Yên Thủy đang chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động gắn với các chuỗi giá trị nông sản an toàn. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi đã và đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến liên kết trong sản xuất, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, tiêu thụ hàng hóa. Chuyển sang các tin tức quốc tế, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vừa đưa tin, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên đang diễn ra ở Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được bầu làm tổng bí thư. Trước đó, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10 tháng 1 đã thảo luận và nhất trí sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Đảng phù hợp với tình hình phát triển và nguyên tắc làm việc của Đảng để đáp ứng những yêu cầu của tiến trình cách mạng và phù hợp với những nhiệm vụ mới đặt ra. Đại hội cũng đã nhất trí khôi phục ban bí thư vốn bị bãi bỏ trong kỳ đại hội đảng trước đó tổ chức năm 2016. Theo đó, Hội đồng Chính sách Hành pháp đã được thay thế bằng ban bí thư và các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch trong các ban của đảng cũng đổi thành các cấp bí thư khác nhau. KCNA cho biết sự thay đổi này nhằm đảm bảo quyền lực của Đảng Lao động Triều Tiên với tư cách là cơ quan chính trị hàng đầu. Đảng Lao động Triều Tiên cũng ấn định đại hội đảng sẽ được tổ chức 5 năm một lần. Ngày 11 tháng 1, Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Azerbaijan và Armenia trong nỗ lực tiếp tục chấm dứt xung đột ở Nagorno-Karabakh. Theo Điện Kremlin cho biết, hôm Chủ nhật, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc cung cấp hỗ trợ cho các cư dân bị ảnh hưởng bởi các hành động thù địch và nối lại quan hệ kinh tế giữa hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra sau khi một lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 11 do Nga làm trung gian, vốn đã ngăn chặn được cuộc xung đột bạo lực kéo dài 6 tuần. Nga cũng đã cử binh sĩ gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao trong khu vực, trong khi bạo lực nhỏ tiếp tục bùng phát trong những tuần qua. Ngày 10 tháng 1, một vụ nổ bom ven đường ở Kabul và một cuộc không kích chống lại lực lượng dân quân ở nơi khác trên đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người, trong đó có một phát ngôn viên của chính phủ. Văn phòng của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, ông lên án kịch liệt hành động khủng bố và ra lệnh cho nhà chức trách bắt giữ những kẻ đứng sau. Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhưng ông Ghani đổ lỗi cho quân nổi dậy Taliban đứng sau vụ việc. Kabul đã bị cản trở bởi làn sóng giết hại, chủ yếu là nhắm vào các quan chức chính phủ, các nhà báo nổi tiếng và các đại diện xã hội dân sự. Các nhà chức trách Afghanistan và quân đội Mỹ đã cáo buộc Taliban âm mưu sản dựng các vụ ám sát, các cáo buộc mà nhóm nổi dậy bác bỏ. Trong một diễn biến khác, các lực lượng an ninh Afghanistan trong đêm đã tiến hành một cuộc không kích chống lại Taliban ở tỉnh Nimrud, miền Tây Nam nước này, khiến 12 dân thường thiệt mạng và một số người khác bị thương. Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản NIED cho biết giới chức nước này đã phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trên 4 hành khách đến từ Brazil.
Theo thông báo của NIED, chủng mới có nhiều điểm giống với chủng virus có nguồn gốc từ Anh và Nam Phi. Thông tin về biến chủng này hiện mới chỉ dừng ở mức độ cấu tạo gen và chưa thể tức thời xác định mức độ lây nhiễm cũng như khả năng phòng ngừa của các loại vaccine hiện có. NIED đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về biến chủng virus mới này. Trong khi đó, WHO cho biết biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã lây lan cho tổng cộng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Theo WHO, không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Nam Phi hoặc Anh có khả năng kháng vaccine hay khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm do nhà sản xuất dược phẩm Mỹ thực hiện cho thấy vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech phát triển có thể hoạt động chống lại đột biến quan trọng trong các biến thể COVID-19 mới được phát hiện ở Anh và Nam Phi. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.